Sau 4 ngày tổ chức, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023 đã chính thức khép lại vào tối qua. Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023 ghi nhận tham gia của 128 gian hàng, trong đó 45 tỉnh thành, 54 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các đơn vị khác. Ngày hội đã mở ra nhiều điều thú vị để người dân, du khách trong và ngoài nước được khám phá, trải nghiệm, thỏa thích lựa chọn chuẩn bị cho mình tour du lịch trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và trong dịp mùa hè sắp đến. Ban tổ chức đã trao 22 giải thưởng, trong đó giải nhất loại hình gian hàng tự dựng thuộc về quận Tây Bắc và loại hình gian hàng tiêu chuẩn thuộc về Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Tháp. Sự kiện thu hút hơn 190.000 lượt khách, tăng hơn 40.000 lượt so với năm 2022 đến tham quan, tương tác và thưởng thức các chương trình nghệ thuật trong không gian công viên 23 tháng 9. 105 tỷ đồng doanh thu từ phía các doanh nghiệp tham gia ngày hội, năm 2022 là 66 tỷ đồng. Ngành du lịch thành phố kỳ vọng khách du lịch trong đợt cao điểm sắp đến sẽ đạt đỉnh mốc về khách du lịch nội địa và quốc tế.